Trong bản tin chào buổi tối ngày hôm qua, chúng tôi đã đưa tin nghi phạm chính của vụ án giết hai vợ chồng ở thành phố Hưng Yên đã xa lưới pháp luật. Của vụ án giết hai vợ chồng thành phố Hưng Yên. Theo tiết lộ của công an điều tra thì ban đầu tên này quanh co chối tội nhưng cuối cùng thì đã phải thú nhận hành vi phạm tội của mình nhờ manh mối quan trọng là dấu vết ADN của nạn nhân trên con dao bầu mà hắn dùng để gây án. Sau hơn một tuần khoanh vùng hơn 1.000 đối tượng thì các mũi trinh sát đưa Đinh Công Tráng, 41 tuổi, vào diện tình nghi. Theo hồ sơ, Tráng ở cách nhà nạn nhân 6 km, không có quan hệ gì với nạn nhân. Y cũng từng có tiền án về tội hiếp dâm, tiền sự, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bản thân anh ta thì nghiện ma túy, thường lang thang vào ban đêm để trộm cắp. Khám xét nơi ở của hung thủ, cơ quan điều tra phát hiện con dao bầu nghi là tang vật. Và theo kết quả giám định thì cơ quan chức năng xác định là có ADN của nữ nạn nhân trên con dao này. Ban đầu thì Tráng tỏ ra là ngoan cố, không nhận tội và trả lời quanh co. Phải đến hôm qua thì ngày 3 tháng 9, sau gần 3 tuần xảy ra vụ án nói trên, anh này mới thú nhận là mình là hung thủ sát hại cặp vợ chồng này. Tại cơ quan điều tra thì Tráng khai nhận là do bị gia đình chủ phát hiện khi vào nhà để trộm cắp nên anh đã ra tay sát hại hai nạn nhân này. Một số người hàng xóm cho hay là Tráng là con thứ ba trong một gia đình có 4 anh chị em. Thuở niên thiếu thì Tráng học giỏi nhất làng nhưng lại hiếu thắng và nghịch ngợm. Bố mẹ Tráng là người hiền lành tử tế, cho con ăn học đầy đủ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội thì Tráng về làm cán bộ tư pháp ở phường An Tảo. Tuy nhiên được vài năm thì anh ta nghỉ hẳn, bỏ lên Hà Nội để mưu sinh, rồi càng lúc lại càng lún sâu hơn vào con đường phạm tội.